Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình mời các bạn cùng làm món cá kho thơm ngon này với cách làm sốt kho đặc biệt nha. Cách làm vô cùng đơn giản, tiện lợi này không những giúp bạn làm món cá kho mà còn làm được nhiều món kho hấp dẫn khác rất nhanh. Thành phẩm lại ngon và chuẩn vị đồng nhất giữa các lần nấu. Thậm chí bạn không cần nêm nếm luôn. Rất tiện cho các bạn bận rộn hoặc ai chưa quen nấu ăn vẫn thành công dễ dàng nha. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay thôi. Mời các bạn tham khảo các nguyên liệu cần có sau đây. Đầu tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu ha. Hành lá thì mình cắt khúc phần đầu hành, cắt nhỏ phần lá hành để chút nữa mình rắc lên mặt cho thơm ha. Với hành tím thì mình lột vỏ và cắt lát nó ra. Các bạn có thể băm to cũng được nha. Còn tỏi thì mình đập dập và băm to. Cuối cùng tiêu thì mình cho nó vô bịch Ziploc, giã cho nó nhanh. Giã bể sơ là được ha. Bây giờ mình bắt đầu làm sốt kho nha. Cho 4 muỗng canh dầu ăn vào chảo, mở lửa vừa. Đợi cho dầu nóng, mình cho hành tỏi vào phi. Khi nghe mùi thơm bốc lên và hành tỏi nó hơi vàng như vậy là được rồi. Mình tạm tắt bếp và vớt cái xác hành tỏi để ra chén để mình sử dụng làm món khác chứ mình không để trong sốt kho vì nó sẽ dễ bị hư đó các bạn, làm ảnh hưởng đến nước sốt nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước mắm nè, đường nè, hạt nêm, bột ngọt, nước dừa, nước lọc, nước màu dừa. Cách thắng nước màu đường thì các bạn bấm vào link bên dưới video để xem nha. Tiêu, mở lửa trở lại và khuấy đều hỗn hợp lên. Và một bí quyết nhỏ để tăng thêm sức hấp dẫn về màu sắc cũng như độ sánh cho nước sốt kho, đó chính là tương ớt. Các bạn dùng loại ít cay sẽ cho màu nước sốt đẹp hơn nhé các bạn. Khuấy cho tương ớt nó tan đều trong hỗn hợp sốt luôn ha. Với một lượng nhỏ như thế này, bạn nào không quen ăn cay vẫn có thể dùng được, các bạn yên tâm nha. Để lửa vừa cho hỗn hợp sôi và tan hết gia vị. Xong rồi giảm lửa thật nhỏ cho nó sôi nhẹ, khoảng 1 phút nữa thì mình tắt bếp ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong nước sốt kho, rất đơn giản phải không các bạn? Mình cho ra tô để nước sốt nó nguội hẳn, rồi mình mới cho vào hũ đựng nha. Khi nào kho, các bạn dùng muỗng sạch khuấy đều lên rồi mới dùng ha. Vì không có chất bảo quản nên mình dùng thời hạn ngắn để an toàn nha. Đậy nắp kính nè và cho vào ngăn mát bảo quản. Mình để hũ nước sốt bên ngoài nhiệt độ phòng sử dụng được 5 ngày á. Còn nếu mà bảo quản lạnh thì các bạn sử dụng được 10 đến 12 ngày. Và bây giờ mình sẽ dùng nước sốt kho này để kho cá ha. Cá này mình đã rửa sạch với muối rồi. Trước khi kho, mình sẽ rửa một lần nữa qua nước trà pha loãng để bán đi mùi tanh của cá. Cách này rất hiệu quả luôn nha. Mình cho cá vào tô đổ ngập nước trà. Mình ngâm trong từ 2 đến 3 phút, xong rồi vớt cá ra rổ và để cho ráo nước. Cho vào nồi một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho nửa muỗng canh hành tỏi vào phi thơm. Mình dùng nồi nhỏ vừa đủ số cá nha. Như vậy lượng nước sốt kho sẽ vừa và không quá nhiều ha. Bạn nào có nồi đất á, thì mình sử dụng kho cá sẽ ngon hơn nha. Cho cá vào áp cho nó săn mặt nè. Khoảng 20 giây cho một bên á. Xong rồi mình trở cá qua mặt còn lại. Như vậy giúp cá thơm hơn. Vì lượng hành tỏi trong sốt kho nó không đủ thơm đâu các bạn. Bây giờ mình sẽ tạm tắt bếp ha. Và mình sẽ cho nước sốt kho vào. Nhớ là trộn đều lên rồi mới múc ra nha các bạn. Mình cho 2 vá nè, tương đương với 200ml. Các bạn khỏi phải lường như mình cũng được ha. Mình cho nó xăm xắp mặt như vậy là được nè. Mình cho một ít tỏi nè.
và vài trái ớt cho thêm màu sắc nè. Bạn nào thích ăn cay thì nhớ đập dập nó ra ha. Mình sẽ để 20 phút cho cá nó đủ thấm ngon nha. Rồi sau khi mà mình ướp được 20 phút rồi á, thì mình mở lửa trung bình cho cá nó sôi lên nè. Xong rồi mình hạ lửa nhỏ xuống dưới mức trung bình và đậy nắp lại cho cá nhanh chín. Sau 10 phút thì mình mở nắp ra và trở cá. Các bạn trở nhẹ nhàng thôi nha. Xong rồi mình sẽ hạ lửa thật là nhỏ. Và bây giờ mình sẽ không đậy nắp nữa, để nước nó dễ thoát hơi á. Mình cho gốc hành lá nè. Rồi mình kho được thêm 15 phút nữa rồi đó. Và nước cá bây giờ nè, nó đã cạn bớt và sánh lại như vậy nè. Được rồi đó các bạn. Nếu bạn nào thích ăn rặt lại thì mình thêm thời gian ha. Mình thì thích để chút nước để chấm rau và chan vô cơm ăn rất là ngon. Mình tắt bếp luôn nha. Wow, nhìn hấp dẫn chứ nè. Mình rắc thêm ít hành lá và tiêu nữa cho thơm ha. Thành phẩm cá kho có màu đẹp nhờ màu của nước đường thắng keo á các bạn. Kết hợp cùng màu của tương ớt nè. Nên có màu nâu sáng chứ không đen như là màu của nước hàng mà các bạn mua sẵn ở chợ. Còn khứa cá thì bóng đẹp. Nước màu cùng gia vị thấm sâu. Khi kho xong mà khứa cá nó vẫn còn nguyên, không bị vỡ, như vậy mới đạt nha. Mời các bạn dùng cơm với mình nha. Cá rất thơm và chắc thịt lắm, vị mặn ngọt rất hài hòa. Vừa ăn lắm các bạn ơi. Nước kho có độ sánh nhẹ như vậy nè. Mình chan vô cơm nóng ăn cùng, hoặc dùng chấm với dưa leo, cà chua, rau luộc đều ngon. Vị cay nhẹ của tương ớt và thơm của tiêu hạt nữa rất hấp dẫn. Các bạn làm thử theo công thức nước sốt kho này của mình xem nha. Hy vọng các bạn sẽ thích. Chúc các bạn kho cá thật ngon. Nếu thích cách chia sẻ, nhớ cho mình một like nha. Nhớ bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để xem những chia sẻ về nấu ăn mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.